Chào cô chú và anh chị, hôm nay là ngày chủ nhật, ngày lễ, em có nhận được một cái lò vi sóng Iris Oyama thì hình thức còn khá là đẹp ha. Nó bị báo lỗi H15 mà chưa biết bị cái gì ha. Thì em đang test cái mã lỗi này để em kiểm tra, để em báo cho khách hàng ha. Bây giờ nó chạy nè. Báo lỗi U15 á cô chú ha. Báo lỗi U15 này. Cái lò này đáp 2020. Đó. Đáp 2020. Thì nói chung là hàng bãi nhật về rất là nhiều, em sửa cho khách, nói chung là sửa không dám nhận nhiều cô chú. Dạ, thì sửa phải có thời gian để nghiên cứu và để coi có linh kiện hay không đó cô chú ha. Đó, thì nó chạy khoảng chừng 1-2 phút thì nó báo lỗi U15 đó cô chú ha. Đây, em còn nhận mấy cái ở đây của khách nữa nè, ở Biên Hòa, Đồng Nai về sửa nè. Thì báo lỗi U15, mã lỗi này, mã lỗi không biết là bị gì, bị cảm biến hay là bị gì đó, đang kiểm tra cô chú ha. Em shop em ở Thủ Đức đó. Rồi đây, báo lỗi E15 đó cô chú ha. Đây, màn hình báo lỗi E15, cô chú coi tham khảo mã lỗi này và em đã đang kiểm tra cái mã lỗi này đó. Rồi nếu mà em đã sửa thành công thì em sẽ post video vô cho chú theo dõi. Nếu cô chú nào lần đầu coi kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha. Nhớ like kênh, chia sẻ kênh ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi. Chào cô chú ha. Em kết thúc video ở đây.